ngày 30 tháng 4, ghi nhận 5.109 ca trong nước và 6.727 ca khỏi bệnh. Tính từ 16 giờ ngày 29 tháng 4 đến 16 giờ ngày 30 tháng 4, ghi nhận 5.109 ca nhiễm mới. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 837, Phú Thọ 379, Yên Bái 250, Nghệ An 245, Quảng Ninh 209, Lào Cai 202, Thái Bình 183, Tuyên Quang 180, Bắc Ninh 174, Nam Định 163, Hưng Yên 163, Thái Nguyên 159, Bắc Cạn 150, Vĩnh Phúc 150, Gia Lai 144, Quảng Bình 114, Ninh Bình 97, Lâm Đồng 95, Hà Tĩnh 86, Hải Dương 77, Sơn La 76, Thành phố Hồ Chí Minh 71, Lai Châu 68, Cao Bằng 68, Bắc Giang 67, Bà Rịa Vũng Tàu 62, Hà Nam 60, Hà Giang 57, Lạng Sơn 49, Thanh Hóa 47, Đắk Nông 45, Vĩnh Long 35, Bình Phước 34, Điện Biên 31, Đà Nẵng 30, Quảng Trị 28, Bình Định 25, Tây Ninh 25, Hòa Bình 22, Bình Dương 18, Quảng Ngãi 17, Phú Yên 17, Thừa Thiên Huế 16, Bến Tre 16, Hải Phòng 12, Quảng Nam 11, An Giang 8, Cà Mau 8, Khánh Hòa 6, Long An 4, Đồng Tháp 4, Kiên Giang 4, Đồng Nai 3, Hậu Giang 3, Bạc Liêu 3, Trà Vinh 2. Kể từ đợt dịch thứ tư đến nay, cộng số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.642.060 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.041 ca.